video review, thank you for watch video reaction. Quay xong rồi nó gửi hết cho mình cái thẻ nhớ của mình là dung lượng bao nhiêu đó, thiết bị bao nhiêu đó, rồi về đây rồi mình tự edit, tự render, tự xào trẻ các kiểu. Nghĩa là nó bán hết, nó làm nguyên một cái tập, một cái bộ nhiều tập rồi, thì mình vụ này mình về mình tập thôi.